Cô tìm ai vậy? Sorry. Ở đây không có ai tên là Sorry cả. Chắc là cô tìm lộn nhà rồi. Cô thử xem mấy nhà bên này coi. Excuse me. Hả? Tôi đã nói rồi, ở đây không có ai tên là Sorry gì hết. Chắc là cô tìm lộn nhà rồi đó. Có chuyện gì vậy bà? Có một cô gái người nước ngoài, cổ đang tìm một người tên là Sorry Sumi gì đó. Cô này, cô ơi. Này này cô kia, trời ơi dừng lại đã, đi đâu vậy? Dừng lại. Cô đi đâu mà cứ sòng sọc vô nhà tôi vậy? Tôi đã nói với cô rồi, ở đây không có Sorry hay Sumi gì hết. Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay, không tôi báo công an bây giờ. Nè, cái gì vậy bà? Trời ơi ông ơi, có cái cô bé này ở đâu sòng sọc vô nhà mình? Tôi đuổi hoài không ra, tôi đi báo công an bây giờ á. Ơ kìa, cô kia. Ông ơi, ông phải đi báo công an ngay. Thì tôi là công an nè. Trời ơi, ông đã về hưu rồi. À mà nè ông ơi, tôi thấy cái cô này á, trùm khăn đeo kính, vẻ bí hiểm lắm ông à. Coi chừng nó là khủng bố á. Làm cái gì mà khủng bố chứ bà. Cô kia, đứng lại. Ơ kìa, này ông, ở đâu nó sòng sọc vô nhà mình vậy? Ông phải đi báo công an đi. Có gì đâu mà báo. Ông đi báo công an đi. Nè cô kia, đứng lại, cô là ai mà vô nhà tôi vậy? Con Thủy, con về rồi nè. Ôi, ông ơi con Thủy kìa. Mẹ. Con. Con gái. Mẹ. Ông ơi con nó về. Con gái. Con. Mẹ. Ôi nóng quá. Sao con về không gọi điện cho ba mẹ ra đón con? Thì con muốn tạo sự bất ngờ cho ba mẹ mà. Con nhỏ này, con dám lừa cả ba mẹ hả? Nè ông, ông đi ra ngoài xách vali vào cho con rồi đóng cổng lại nha ông. Ừ. Con. Dạ. Con đi giường có mệt không? Dạ không sao đâu mẹ. Không mệt hả? Dạ. Thôi bây giờ con đi tắm rồi nghỉ ngơi, để mẹ nấu cơm ha. Dạ. Ông ơi, con gái mình đẹp như vậy, đáng lẽ ra nó phải làm người mẫu, hoa hậu hay là chủ một hãng thời trang mới được ông à. Tôi có nói gì đâu. Ông không nói gì, vậy mà nó chưa về tới nhà, ông đã nói cho mấy anh trong sở, cho nó làm hình sự. Tôi thấy nó làm ở đó phát huy được kiến thức của nó hơn. Với lại mấy anh ở trong sở cũng muốn như vậy. Con xuống ăn cơm. Dạ. Ba với mẹ đang nói chuyện gì mà vui quá giờ? Con tham gia được không? Con ngồi đi. À, cái này là quà của con tặng cho ba. Cảm ơn con gái. Tặng mẹ nè. Cảm ơn con. Bây giờ con ngồi đâu đây? Con ngồi đây. Con ngồi bên này với mẹ. Thôi con ngồi với mẹ. Mẹ nấu món gì mà ngon vậy? Hôm nay mẹ nấu vịt nấu chao để đãi con gái mẹ. Wow, đã quá vậy.
Wow, nhìn ngon quá mẹ. Ừ. Ăn đi con gái. Dạ, cảm ơn ba. Nè, con ăn đi. Dạ, cái này ngon quá mẹ. Nè ông. Ông, hôm nay con nó về rồi, ba mặt một lời. Ông hỏi nó xem, nó có quyết định vô ngành công an của ông không? Tôi thì nghĩ, với cái bằng cấp tin học ở nước ngoài của nó có thể mở được một công ty sản xuất hoặc mua bán linh kiện về máy tính. Con nè, nếu mà con thích, mẹ sẽ cho con vốn để mở một cửa hàng thời trang. Ông nè, ông coi con mình nó đẹp như vậy. Đi làm công an, tối ngày đi bắt người, rồi điều tra, ngủ bờ ngủ bụi. Thằng nào cũng thèm cưới được. Được rồi, có chuyện gì lớn đâu, chỉ là lo công chuyện cho con. Thôi con ăn đi, ngày mai ba con mình nói chuyện. Ông nói gì? Chỉ có cha con ông thôi hả? Còn tôi thì sao? Thì cả bà nữa. Ủa ba, bây giờ ba thấy con đánh có lực hơn hồi con chưa đi Mỹ. Ở bên trường con cũng có phòng tập, nhưng mà chỉ có tụi con trai được vô đó tập thôi. Ừ. Nhưng con xin thầy chủ nhiệm, mỗi tuần cũng được vô tập 2 ngày. Ừ. Ba nhìn con, nhìn phòng tập của con, ba nhớ tới anh hai của con. Bọn cướp bắt anh hai, cảnh sát đã bắt được chưa ba? Được rồi con. Cách đây mấy ngày, ba cứ thấy con, nhìn phòng tập của con, ba nhớ đến thằng Phong quá. Tội nghiệp chưa vợ chưa con. Thôi, con đi tắm đi. Lát xuống dưới phòng, ba có việc muốn bàn với con. Dạ. Thôi, con đi tắm đi. Alo, anh hả? Có về ăn cơm không? Em nấu xong hết rồi nè anh. Alo, Thanh đúng không? Thủy nè. Thủy nào? Trời ơi, Thủy vết ba nè, nhớ chưa? Thủy vết ba đó hả? Ừ. Trời ơi, về hồi nào vậy? Học xong rồi hả? Ừ, học xong rồi, mới về hồi trưa đó. Trời ơi, bây giờ có chồng con rồi quên hết bạn bè đúng không? Tranh thủ đến nhà mình sớm nha, chiều nay mình có chuyện muốn nói với Thủy đó. Ừ, mình tới liền.
Trời, Thủy, Thủy phải không? Thủy chứ ai. Trời ơi, ta có mấy năm mà sao Thủy đẹp quá vậy? Ủa? Sao giờ này nhìn bà bèo nhèo vậy? Chuyện dài lắm, có thời gian tôi kể cho Thủy nghe. Thôi vô nhà đi. Nhà Thanh trang trí phòng khách đẹp quá ha, sang trọng nữa. Nhà giám đốc có khác. Thanh sao vậy? À, con bé đâu rồi? Nó đi học rồi. Giờ chắc nó lớn lắm rồi ha. Mà nó giống ba hay giống mẹ vậy? Nó giống y hệt anh Quang à. Thủy uống nước đi. Qua bên Tây uống nước của Tây nhiều rồi, uống nước trà mình coi có ngon hơn không. Anh Quang đi đâu mà không thấy vậy? Anh đi công tác rồi, đi mấy ngày nay chưa thấy về nữa. Anh đi công tác ở tỉnh hả? Không, hôm đi anh có nói là chào em, rồi mình nghĩ là anh đi làm bình thường như mọi hôm. Rồi mấy hôm nay cô không thấy về nhà nữa. À, mà Thủy về nước có định đi làm ở đâu chưa? Chưa. Mà Thanh thử gọi điện thoại cho anh Quang thử. Rồi hôm qua mình cũng có tới cơ quan, mọi người ở đó nói không có ai biết hết, chỉ có cô thư ký nói là anh đi công tác trong vài ngày. Mà bạn gọi anh không bắt máy hay là không có sóng? Có lúc nghe chuông, có lúc thì nghe tàu tí te không à. Mình gọi Thủy tới đây gấp là vì chuyện này đó. Nói thiệt nha, nhìn Thủy đẹp quá à. Nhìn lại mình á, mình thấy tuổi thân gì đâu á. Trời ơi, Thanh đâu có xấu đâu, bà chỉ cần chỉnh chu lại một chút là đẹp mà. Thanh có nghĩ là anh Quang có người nào đó ở ngoài không? Không, mình chắc chắn là không. Ảnh thương mình và bé Trúc nhiều lắm. Chắc không? Chắc. Tụi mình luôn tin tưởng lẫn nhau mà. Vậy trong làm ăn có nghe ảnh nhắc tới mâu thuẫn hay cạnh tranh với công ty nào không? Không, mình chỉ thấy ảnh lúc này hơi buồn buồn rồi ngồi suy nghĩ xa xa ở đâu á. Nhưng mà ảnh... Sao? Cứ nói đi, tụi mình là bạn mà. Lúc này ảnh lạnh nhạt thờ ơ với mình lắm. Nhiều khi mình muốn... Rồi ảnh hất ra. Ảnh nói là ảnh mệt nhiều chuyện ở công ty rồi. Thanh đã báo sự vắng mặt của anh Quang với cơ quan nào chưa? Chưa. Mới đầu mình định báo, nhưng rồi lại thôi. Thanh làm Thủy sợ lấy chồng quá à. Thủy có cái hạnh phúc của Thủy á, là được tự do đi đây đi đó. Còn hạnh phúc của mình á, là gia đình. Thủy muốn biết thì cứ lấy chồng thử đi. Công ty của anh Quang vẫn ở chỗ cũ hả? Vẫn làm chỗ cũ. Bây giờ chưa thể kết luận là anh Quang đi đâu, nhưng mà mình sẽ tìm hiểu cho Thanh. Cảm ơn Thủy. Vậy là ông vẫn quyết định cho con theo ngành của ông. Bà nói như vậy chưa trọn nghĩa. Vợ chồng mình còn có mình nó,
Bà muốn nó theo bà để làm đẹp cho phụ nữ, làm thời trang à? Bà ngồi xuống đi. Còn tôi muốn nó theo nghề của tôi, của anh nó. Bà cũng nói nó rồi, tôi cũng nói nó rồi. Ta nên để nó tự quyết định, chứ ép nó bất cứ việc gì cũng không được đâu. Với lại nó làm công an nhưng trong văn phòng, lo việc nghiên cứu hồ sơ tội phạm, chứ có đống đá như mấy thằng con trai đâu mà bà lo sợ nó ế chồng. Thì tôi cũng lo cho con thôi. Nhưng ông phải nói với mấy chú mấy anh, không cho nó ra ngoài đấm đá, mang thẹo vào mặt, ai mà thèm lấy. Rồi tôi biết rồi. Thưa ba, thưa mẹ, con mới về. Con. Con ngồi đi con. Con về rồi hả? Ngồi đi con. Dạ. Có chuyện gì vậy ba mẹ? Con nghe bà nói nè. Con mới về, lẽ ra ba phải để cho con nghỉ ngơi vài ngày để nói chuyện, nhưng ba nghĩ cần phải nói ngay cho con biết bây giờ. Dạ, con nghe đây ạ. À, việc con đi học ở nước ngoài, lẽ ra sở cử con đi học, nhưng ngay lúc đó con chưa vào ngành, giả lại ba cũng tránh tiếng, là ba làm giám đốc sở cho con đi học bằng tiền của nhà nước, nên ba cho con đi học với tư cách cá nhân. Nhưng chú tư giám đốc sở hiện giờ biết, chú ấy cứ nặng nặc yêu cầu ba, nếu con về là bố trí công việc ngay. Phòng hình sự cần rất nhiều cán bộ có trình độ chuyên về kỹ thuật hình sự. Mẹ thì mẹ muốn con mở một công ty thời trang hay mỹ phẩm, nhưng mà chắc là mẹ phải chịu ý ba con thôi. Con suy nghĩ kỹ đi rồi quyết định nha. Trước khi về con cũng đã có suy nghĩ về chuyện đó rồi. Ba thì dành cả cuộc đời làm công an, anh hai con cũng hy sinh vì bọn cướp, nên con quyết định là sẽ theo nghề của ba. Mẹ chỉ sợ con ra đường đấm nè, đánh rồi lại mang thẹo vào mặt, mẹ lo lắm. Chứ còn con mà đi theo nghề của ba thì đúng rồi. Tôi hỏi bà lần nữa, bà thật sự đồng ý cho nó theo nghiệp của tôi chưa? Thì tôi có nói gì đâu. Ngày mai con lên gặp chú Tư nha. Dạ. Cái vấn đề cuối cùng của cuộc họp giao ban hôm nay, tôi xin lưu ý các đồng chí một số vấn đề mà vừa rồi trên bộ đã cung cấp thông tin. Trong thời gian vừa qua thì các địa bàn của một số tỉnh lân cận của chúng ta đã xảy ra nhiều vụ buôn người, buôn trẻ con qua biên giới. Đặc biệt, thủ đoạn của chúng rất tinh vi, xảo quyệt và đã qua mặt các lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng, đặc biệt là qua cửa khẩu hàng không. Cho nên, các đồng chí lưu ý, có những manh mối nào thì tập trung lại cho đồng chí Hòa. Việc này tôi sẽ giao cho đồng chí Hòa, trưởng phòng. Dạ. Trong tập hồ sơ này nêu rất rõ về các bọn buôn người qua biên giới, mà đặc biệt là qua khỏi cửa khẩu sân bay. Đồng chí nghiên cứu cho kỹ và họp toàn phòng để đề xuất phương án xử lý. Dạ, thưa rõ. Nếu không còn điều gì thì mời các đồng chí tạm nghỉ. Đồng chí Hòa ở lại tôi gặp. Thì hôm nay tôi gặp đồng chí có chút việc. Dạ. Vấn đề là sở có nhận thêm một đồng chí, để tôi gọi vô cho đồng chí gặp. Rồi vào đi. Dạ, con chào chú. Chào cháu. Đây là chú Trần Hòa, thượng tá trưởng phòng cảnh sát hình sự. Dạ, con chào chú.
Ngồi đi cháu. Đây là hồ sơ của cháu Thủy. Dạ. Cháu là chuyên viên tin học, đỗ hạng ưu ở nước ngoài. Với chuyên môn của cháu thì rất phù hợp với công việc phòng của mình. Đồng chí nghiên cứu hồ sơ rồi đề xuất tiếp nhận cháu. Đây. Thưa thủ trưởng, phòng hành sự đang cần có một chuyên viên có trình độ giỏi như thế à? Dạ con cảm ơn chú. Vậy cháu cứ thu xếp công việc gia đình đi, ngày mốt tới gặp chú nha. Dạ. Đồng chí cứ mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cháu. Dạ. Con nhà nòi đó nghe. Dạ. Thủy ơi, xuống tắm rửa rồi đi nghỉ con ơi. Dạ, chờ con chút. Gọi dùm con Hưng vào phòng tôi. Vào đi. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Lại đây. Người tố cáo vụ mua bán người là nạc danh, mà theo rõ ràng mô tả đó là một người có thể là chủ của một khách sạn hay nhà hàng ở trong thành phố. Thưa sếp, có gì đáng chú ý về người tố giác? Người này là đàn bà, nét chữ rất xấu, chứng tỏ là trình độ văn hóa học vấn của họ chỉ lớp 4, lớp 5 thôi. Cậu coi đi, chắc chắn là nét chữ phụ nữ. Thành phố này có tới hàng trăm hàng ngàn khách sạn. Hy vọng với dấu vân tay trên lá thư này có thể dẫn ta tới người phụ nữ này. Mời vào. Chào chú. Chào cháu. Mời cháu ngồi. Dạ thủ trưởng. Khoan đã, cậu cứ ở đây, tôi giới thiệu với cậu luôn. Ngồi đi cháu. Dạ. Cậu lên đây ngồi đi. Ừ. Dạ. Đây là Thủy, vừa mới tăng cường về phòng ta đó, là một chuyên viên tin học à? Dạ. Em chào anh. Chào cô. Dạ. À, để em. À, dạ để con. Để em. Uống trà đi. Dạ. Dạ. Cậu dắt Thủy đi giới thiệu với phòng đi. Dạ. Cô đi theo tôi. Dạ con xin phép chú. Ừ. Cảm ơn anh. Còn gì nữa? Sếp, tưởng đâu em đẹp vậy.
Sếp, cậu có người yêu gì vậy? Sao cậu không hỏi cổ mà là hỏi tôi? Dạ. Ê, chết cha, con của anh ba giám đốc cũ của mình, mình phải điện cho anh ba mới được. Vậy mà không ai nói gì mình nữa cả. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Chào thủ trưởng. Hôm nay giới thiệu với các đồng chí, đây là cô Thủy, là nhân viên vừa mới tăng cường về phòng ta đó, là một chuyên viên tin học à. Hân à. Dạ. Cậu làm gì mà? Dạ. Dạ đâu có gì đâu thưa thủ trưởng. Cậu sang hậu cần á, lãnh máy vi tính về cho Thủy. Tôi đã làm dự trù và được duyệt rồi đó. Dạ. À, bố trí cho cô ấy ngồi góc này nha. Dạ. Chú đã bố trí công tác cho cháu chưa ạ? Được rồi, hôm nay cứ ở đây giới thiệu với cả phòng đi. Để anh Hưng lên hậu cần lãnh máy vi tính và một số phụ kiện để cho cháu làm việc. Vậy ha, thứ hai cháu làm việc nha. Dạ. Hay anh cho cô Thủy đi với em lên phòng hậu cần luôn. Hôm nay cậu sao vậy? Thôi được rồi, cháu à cứ về đi. Thứ hai nhận công tác nha. Dạ, cảm ơn chú. Em chào mấy em đó chị. Chào em. Dạ. Thủy. Dạ. Em về nghe. Dạ, cảm ơn anh Hưng nha. Thứ hai em nhớ đi làm đúng giờ đó. Dạ, chào anh. Chào em. Hằng à, bữa nay anh muốn về nhà sớm, mai anh còn nhiều việc cần phải giải quyết ở công ty. Phải không anh Quang? Hay là anh lại nhớ bà xã rồi phải không? Em thiệt là, anh đã nói rồi, khi nào có hai người thì đừng có nhắc đến chuyện gia đình. Anh. Gì em? Anh đổi cho em xe tay ga đời mới nha anh. Chứ đi xe số, mấy đứa bạn em kêu em quê. Tụi nó nói người đẹp mà đi xe số quê một cục. Anh mua cho em nha. Thôi được rồi, để anh đưa lao động đi xuất khẩu lần này, có tiền anh sẽ mua cho em. Anh hứa rồi đó nha. Hứa mà. Thôi em mặc đồ đi, anh phải về nhà, chắc chắn có tiền anh sẽ mua cho em. Thank you.
Alo Thanh hả? Biển số xe của anh Quang có phải là 56B3080 đúng không? Tí mình gọi lại sau nha. Chị ơi, chị đi đâu đó? Chị tìm ai? Chị kiếm ai vậy? Kiếm anh Quang. Anh vô lại đi. Anh làm sao vậy? Có người quen thấy anh. Alo Thanh hả? Cậu biết khách sạn tên là Tuấn Anh không? Mình biết. Mình mới đi đám cưới hôm bữa ở đó mà. Mà có chuyện gì không? À, phải hôm nay họp lớp không? Cậu tới đây liền đi. Mình mới gặp anh Quang đó. Thủy nói cái gì? Cậu bình tĩnh, tới đây liền nha. Thôi được rồi. Thủy giao mình nha, mình sẽ tới. Chị ơi, người quen hả? Chị gặp được chưa? Không, tôi chỉ định gọi điện thoại thôi. Thủy, anh Quang đâu rồi? Đang ở trong kia. Hồi nãy á, mình thấy anh Quang đi cùng với một người phụ nữ. Họ đi xuống lầu, vừa mới nhìn thấy mình, họ quay ngược lại thang máy rồi lên thẳng lầu 5 luôn. Có phải anh vô khách sạn này không? Mình chắc mà. Rồi bây giờ làm sao? Cậu theo mình. Nhưng mà Thủy à, mình... Nhanh lên đi. Xin lỗi, hai chị cần mướn phòng phải không ạ? Cho tôi hỏi, có khách nào tên Quang ở đây không? Dạ, xin đợi một chút ạ. Dạ xin lỗi, bữa nay không có khách nào tên Quang hết chị. Tôi mới thấy anh lên lầu 5 mà. Dạ thưa chị, trên lầu 5 không có người. Có. Anh dám chắc? Dám chắc là không có chứ? Dạ chắc thưa chị. Vậy anh cho tụi tôi xem qua có được không? Dạ chuyện đó thì không được đâu chị. Thủy, có phải Thủy đã nhìn thấy rõ ràng anh vô khách sạn này không? Chắc, mình chắc luôn mà. Chị ơi, chị không có quyền bảo vệ đâu, ngăn lại. Xin lỗi anh nha. Cô kia, ai cho phép cô lên đây? Cô này, buông tôi ra. Tôi không muốn làm hại bạn tôi. Tôi nói cô buông tôi ra. Anh nha. Trời ơi, có sao không? Không có gì, mình bị té thôi. Thủy à, tại sao lại không thấy vậy? Đúng mà, sao kỳ vậy? Thôi, mình đi về đi. Đi. Hai cô tính làm gì ở đây vậy? Anh cho tụi em xin lỗi. Tại bạn em nghe có người quen ở đây mà gấp quá nên... Lần sau có như vậy cũng phải báo cho tôi biết nghe không? Dạ. Anh thông cảm. Cho tụi em về nha. Về đi. Đi. Dạ. Thank you.
Thanh ơi, Thanh đừng buồn nha. Thôi, mình đi về đi. Cẩn thận nha. À, chút nữa Thủy qua nhà ngủ với mình nha. Thanh về trước đi, rồi chút nữa mình qua. Tới quán rồi, xuống đi em. Khuya rồi, với lại không còn khách đâu anh. Em thấy hơi mệt. Anh, đưa em về nhà trọ đi anh. Về cẩn thận nha. Bye bye. Em vô đi. Bye bye anh. Trời đất ơi, làm ăn ở đâu, sao lại về đây Trinh? Xin lỗi. Anh trả tiền cho em. Ra ngoài mà đòi đồ rẻ tiền. Chị nói ai rẻ tiền? Tao nói mày đó, đồ rẻ tiền. Cùng phận làm gái quán bar với nhau mà chị Hằng. Đáng lẽ thấy vậy thì chị phải tránh ra chứ. Mày còn trách tao hả? Chỗ này là chỗ để chui vào mà ngủ. Muốn làm đĩ, muốn khách sạn. Mày có kêu là dùng cho tao không? Còn ngồi đó hả?
Mình tới ngủ với Thanh nè. Anh Quang về rồi. Anh về hồi nào? Sao mặt Thanh buồn buồn vậy? Mình cũng không biết anh về hồi nào nữa. Anh đang ngủ ở trên phòng á. Thủy lên đi. Chờ mình chút. Anh Quang mặc màu gì? Caro màu xanh. Caro xanh. Thôi Thủy lên nhà đi. Thôi nếu mà anh Quang về rồi, mình nghĩ mình không nên ngủ ở đây. Thanh lên ngủ trước đi, có gì điện thoại cho mình. Mình cảm ơn Thủy nha. Về cẩn thận nha. Anh về lúc nào sao không gọi em? Ủa ai bấm chuông dữ vậy? Tại vì trễ rồi mà anh không có ở nhà. Em buồn, em sợ quá nên em kêu bạn em qua ngủ. Lúc nãy nó qua, nó biết anh về nên nó về nhà rồi. Thủy bạn học em ngày trước phải không? Dạ. Anh uống sữa đi rồi ngủ. Anh đi đâu mà không thèm gọi điện thoại về cho mẹ con em biết tin? Anh đi tỉnh Tuốt Kiên Giang á. Anh chuẩn bị đưa gần 100 lao động đi Đài Loan. Em biết là anh đi công tác, em tin. Nhưng mà anh đi đâu, làm gì thì cũng phải gọi điện thoại về cho em biết tin với chứ. Anh cứ như vậy hoài thì làm sao mà em chịu nổi. Anh nói rồi, anh đi công tác. Sao em nói hoài vậy? Thôi anh mệt, anh đi ngủ trước đây. Làm lỗi gì đâu. Tại sao anh cứ đối xử với em như người xa lạ vậy chứ? Hay là anh đã có ai ở bên ngoài rồi phải không? Anh à, có hay không thì anh cũng phải nói thật ra chứ. Anh cứ như vậy hoài thì ai mà sống cho nổi. Anh Quang à, anh nói cho em nghe đi. Gì vậy em? Hay là trong công ty anh có chuyện gì thì anh hãy nói cho em nghe coi. Không lẽ anh cứ giấu em như vậy hoài sao? Lúc này có nhiều công ty xuất khẩu lao động ra đời, cạnh tranh nhau, đôi khi còn muốn diệt nhau nữa kìa. Anh đang phải chống chọi với nhiều khó khăn. Mà thôi, có nói em cũng không hiểu đâu. Em chỉ hiểu là anh đang rất mệt mỏi, không còn thời gian nghĩ đến chuyện ấy nữa. Em ngủ đi. Anh.
chào. Em chào chị. Chào cô Thúy. Em chào anh. Chào đồng chí. À, anh Hòa, anh Hưng đi họp đột xuất. Anh Hưng có dặn tôi là đây là bàn làm việc của cô. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ. Anh Hưng nói em bận gì cứ về, một hai bữa nữa anh về rồi anh giao công việc cho em. À, dạ. Ừ, vậy chị nói với anh Hưng là ngày mốt em lên nhận công tác nha. Ừ, chị sẽ nói lại cho. Ừ, em chào chị, em chào anh. Ừ. Dạ anh dùng gì? Ảnh thì cà phê đá. Dạ. Ừ. Dạ. Ta bắt đầu vào việc được chưa? Rồi, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Được rồi, anh nêu yêu cầu đi. Đây là hướng dẫn đi chọn lao động lần này. Anh xem kỹ dùm. Ký tiêu của tôi đợt này là 100 người như vậy thôi. Tôi giao cho anh đi tìm ở Long An, xong bé nghe tin. Cho tôi 60 lao động. Ưu tiên là con gái có chút nhan sắc. Tôi muốn chia lời 17%. Chứ 12 như lần trước, chi phí đi lại giao dịch hết rồi. Không thành vấn đề. Miễn là canh lượng có trình độ đàng hoàng. Bây giờ cái gì xong phải không? Coi như mọi chuyện đã xong rồi đó. Bây giờ tôi có việc phải đi. Coi như việc đã xong. Cảm ơn anh nhé. Chào anh. Chào anh. Mình đi thôi. Dạ. Đây nè, em gửi. Dạ, cảm ơn. Anh hả? Tớ gặp ông Quang. Ông ấy đang triển khai công việc thiệt đó. Có lẽ là mong lớn. Yên tâm đi, đừng nghi ngờ. Vậy gì mà gì nào ổng buồn. Ân huệ gì? Lỡ mở bế ổng đi, không thành bà già là tiêu đời đó.
Chờ ba xuống rồi cả nhà mình ăn cơm con ha. Dạ. Anh. Con gái của ba. Giờ này mà anh còn đi đâu nữa? Ăn cơm với mẹ con em nè. Anh có việc đột xuất phải đi. Mấy giờ anh mới về? Có thể là anh không về. Em với con, hai mẹ con ăn cơm trước đi. Sao lúc này anh hay đi đêm vậy? Hôm nay anh phải gặp mấy đối tác nước ngoài. Họ làm việc bất kể ngày đêm. Anh chỉ vì công việc thôi. Em đừng quá lo lắng như vậy. Thôi anh đi nghe. Anh đừng có đi. Ở nhà với mẹ con em đi. Anh cứ như vậy hoài làm sao mà em sống nổi đây. Nhảm nhí quá. Công việc là công việc. Em phải tin tưởng anh chứ. Công việc rất là căng thẳng. Em đừng gây sức ép cho anh nữa được không? Nhưng mà chuyện gì anh phải nói cho em biết. Em muốn chia sẻ khó khăn với anh. Em không hiểu được đâu. Thôi hai mẹ con ăn cơm đi rồi nghỉ sớm. Anh đi đây. À rảnh thì tìm bạn bè đi chơi. Hoặc là em gọi Thủy tới ngủ chung cho đỡ buồn ha. Vậy nghe. Ba đi nghe con. Dạ. Hôn ba cái coi nè. Ngoan nghe con. Anh. Ăn cơm đi con. Cần gì chị Dẫn, nghề này á là phải cướp đoạt. Quỷ gái, gì vậy? Hả? Không lo làm mà lo nhiều chuyện hả con quỷ? Má, làm con giật cả mình. Đang ngắm hàng của con Hằng. Đâu? Đó. Trời ơi, cái chài đó tướng tá ngon ghê gì đó. Con tưởng chỉ có đàn bà mới thèm hắn thôi chứ. Mày nói gì? Mày tưởng cái gì? Mày tưởng tao là đàn ông hả? Quỷ, kiếm đi làm đi. Đứng có nhiều chuyện hoài à. Dạ. Còn mấy cô nữa, lo sửa soạn trang điểm đi làm đi. Ngồi đó ở mày nhiều chuyện. Má. Anh hai, cho em ngồi chung được không? Anh Quang, em xin giới thiệu với anh, đây là Má Hoàng, sếp của tụi em. Còn đây là anh Quang, bạn trai của con. Chào anh. Mời ngồi, anh ngồi đi. Con Hằng nên nói, anh là bạn trai của nó hả? Anh ngồi đây xíu nha. Em có gì đi ra ngoài một chút. Em đi. Nhanh lên nghe chưa? Không được để em chờ nghe chưa? Dạ. Anh làm ở đây lâu chưa? Nó làm được vài tháng. Trời ơi, tội nghiệp ghê nha. Hồng nhan tạc phận. Anh có điều gì để anh giúp nó, coi như làm phước chứ. Cô ấy có nói về hoàn cảnh của mình, thật là đáng thương. Em nè, em là Hoàng, quản lý ở đây. Anh hai thỉnh thoảng tới đây chờ cho em vui nha. Đẹp trai quá đi. Nhìn gì vậy? Nhìn gì vậy? Em ngồi với anh nha. À, ngồi đi em.
Ngồi xuống đi em. Anh tính tiền giùm tôi đi. Thôi mà, ngồi đi chơi chút xíu. Công việc mà, con Hằng nó thương anh tôi biết. Nó ngồi vậy thôi, chứ nó chưa đi với ai ngoài anh đâu. Phải thì mà thôi, để tôi kêu đứa khác tiếp anh. Con trên đâu? Vô má biểu. Lẹ đi. Dạ, má kêu con. Ừ. Giới thiệu với anh, đây là Trinh, lính mới của tôi đó, dân miền Tây thích thiệt đó. Chào anh Quang đi con. Dạ, em chào anh Quang. Ừ, ngồi xuống đi con. Dạ. Rót bia mời anh Quang đi con. Nhìn gì vậy? Để em làm tôi làm nhìn gì vậy? Mời anh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em gần 19. Em ngoan quá. Sao em không ngồi gần anh? Ngồi sát luôn. Em muốn lắm mà sợ chị Hằng. À mà nè, tiếp anh Quang đàng hoàng nghe chưa con. Thôi, tôi có việc, tôi đi, anh cứ tự nhiên nhé. Con, tiếp anh hai đàng hoàng nghe chưa. Con á, mà để anh hai buồn là chết với má nghe chưa. Dạ. Anh à, anh uống đi. Anh ngồi đợi em chút xíu nha. Ừ, đi đi. Vô đi. Má Hoàng, ngồi xuống đó đi. Dạ. Đại ca gửi tiền bốn đứa đi chuyến hàng vừa rồi đó. Dạ, cảm ơn má. Đợt này á, ông chủ cần ba đứa con gái còn trinh, ở xa thành phố, càng xa càng tốt, không cần văn hóa cao. Nhớ chưa? Dạ, con sẽ cố gắng. Còn cái này á, đại ca gửi cô chi phí lần này đó, cô á phải tuyệt đối cẩn thận, nghe chưa? Dạ, con biết. Biết á thì biến giùm tao một cái đi. Dạ, con chào má. Chị biết người này ông và bạn này đi đâu không? Không, tôi không thấy. Cảm ơn chị. Ủa, em sao vậy? Làm gì cũng dữ vậy em. Con nhỏ này, con dám lừa cả ba mẹ hả? Mẹ chờ con chút. Alo. Thủy hả? Thanh nè.
Mình gọi cho ảnh từ tối tới giờ, nhưng mà gọi hoài không có được. Mình cũng đâu biết ổng đi đâu đâu. Anh nói là tối về ăn cơm nhà, nhưng mà không biết là có tai nạn gì không. Bây giờ vẫn chưa thấy về nữa. Thanh ráng chờ thử coi, biết đâu ảnh bận công việc. Ừ, nhưng mà nếu cứ vậy hoài chắc mình sống không nổi quá. Thôi đừng nghĩ quẩn, không sao đâu. Ừ, thôi mình cúp máy nha. Ừ. Em không nói xấu chị Hằng đâu. Chị ta là người có nhiều bùa chú lắm. Ở đây ai cũng gọi chị là chị Hằng sát thủ. Nhiều người thân tàn ma dại, anh không cẩn thận rồi cũng vậy thôi. Anh bo em nè, em cầm đi. Dạ em cảm ơn anh. Em đang nói xấu đồng nghiệp hả? Em nói thiệt đó. Em mới đi làm, bị mấy chị ăn hiếp, nhất là bà Hằng. Em thấy anh đàng hoàng, anh đừng để bả sổ mũi anh nha. Sao anh buồn vậy? Lại đây với em đi. Anh à, anh ở lại với em nha, em rất cần anh. Cảm ơn anh đã đưa em về. Không có gì. Vậy ngày mai anh tới đưa em đi chơi nữa nha anh. À, có gì anh sẽ liên lạc với em. Dạ. Sao khá không mày? Không khá gì mà được như đây nè. Trời, 500 ngàn. Giám đốc gì mà bèo quá vậy? À, em không lấy, mà ảnh cứ vui. Cầm tạm một tờ cho ảnh vui. Ai nói mày còn con nít? Con nít quỷ thì có. Lần này 500, lần sau 5 triệu, lần sau nữa xế hộp. Đúng rồi đúng rồi. Phải vậy chứ. Dạ. Dạ chị uống gì ạ? Cho lon nước cam nha. Dạ. Thôi em buồn ngủ quá, em vô ngủ nha chị. Bye bye. Con quỷ đứng lại. Chị làm gì vậy? Làm gì hả? Mày coi nè. Hắn buông ra. Hắn vừa phải thôi. Đủ rồi Hằng. Dù sao cũng là chị em với nhau mà. Ai chia với con này? Bà đừng có xía vô. Nó dám cướp người yêu của tôi hả? Hôm nay chị để tôi cho nó biết thế nào là lễ độ. Dù sao nó còn nhỏ người non dạ mà Hằng. Nhỏ hả? Bình tĩnh nghe chị nói. Nhỏ đi. Mà dám cướp bạn trai của chị, tôi hả? Chị biết hả? Chị biết em giận, chị sẽ khuyên nó năn nỉ em. Có việc gì á em cứ bình tĩnh, đừng có nóng mà. Trinh, mau xin lỗi Hằng đi kìa, nhanh lên. Em xin lỗi chị, thật sự em không dám hững tay trên của chị đâu. Vì tức chị đi với anh khác nên dẫn em theo trò chuyện cho vui thôi.
Tối hôm qua anh không hề đụng đến người em luôn. Em không dám nữa. Chị tha lỗi cho em. Tao tha cho mày. Ai tha cho tao hả? Hả? Cái gì? Mấy con Nguyễn Ca. Cái gì vậy? Gì má? Gì? Hả? Gì? Hả? Hả? Đứa nào? Mày quýnh nó hả? Mày quýnh nó hả? Con quỷ gì mày quýnh nó hả? Không, không phải con. Mấy đứa mày không quýnh nhưng mà tao quýnh. Mấy con Nguyễn Ca đi làm đi. Mẹ giả bắt tay giờ nè. Vừa phải thôi. Tụi bay lòng lòng á. Tụi bay coi ở đây không ra gì hả? Tao giả bây giờ nè. Con ăn. Con qua. Đi làm gì đi. Con mày nữa. Đi vô trong phòng tao biểu. Đi. Đi chưa. Bực bội ghê vậy. Mẹ mày, con quỷ cái. Thằng giám đốc á, nó cho mày nhiêu tiền vậy? Dạ, dạ, con đứng con tiếp ảnh thôi. Chứ ảnh đâu cho con đồng nào đâu. Mày xem vòng tao coi coi. Đứng lại mày. Mẹ mày, con quỷ cái. Nó cho mày 500 ngàn mà mày nói nó không có cho mày hả? Mẹ mày, con quỷ cái. Mày dám nhận mặt cho tao hả? Mày mà còn qua mặt tao nữa, tao bóp cổ mày đó nha. Tao không ngồi cả đường đó nha. Mày liệu dạ, nha mày. Dạ, con xin lỗi má, mốt con không dám vậy nữa. Con quỷ cái, mày liệu đó. Dạy. Anh đây. Anh làm gì mà em gọi hoài không được vậy? Sao em làm khó anh hoài vậy? Anh đi làm việc, đi làm kiếm tiền, có phải đi chơi đâu mà em tra hỏi anh hoài vậy? Tôi đã nói là tôi đi câu chuyện làm ăn. Em đây. Xin lỗi Hằng. Anh tưởng... Tưởng con Trinh phải không? Hôm qua anh với nó ngủ ở khách sạn nào? Anh tốn hết bao nhiêu tiền? Bậy. Anh chở nó đi không mát. Anh coi thường tôi quá rồi đó nha. Vậy tại sao em đang ngồi với anh? Em lại đi ngồi với thằng nhóc bún ra sữa kia. Tôi là nhân viên của quán. Tôi phải ngồi với khách chứ. Tôi không yêu thằng đó. Tôi không ngủ với nó. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh làm tôi xấu hổ quá đi. Không, không phải là... Anh sao vậy? Không, đâu có gì đâu. Em thấy anh dạo này lạ lắm đó nghe. Càng ngày càng khó hiểu à. Hiện nay tiêu chuẩn lao động xuất khẩu rất là cao, rất khó kiếm. Đã vậy còn bị đối thủ cạnh tranh nữa. Mỗi khi ra đường anh luôn lo lắng cho tính mạng của mình. Nguy hiểm vậy sao? Nguy hiểm đến mức độ nào mà làm cho anh thành ra như vậy hả? Anh không chia sẻ được với em hay sao? Anh là đàn ông, việc kiếm tiền lo cho gia đình là của anh. Nói cho em cũng chẳng giải quyết được gì.
miễn là anh yêu em là đủ rồi. Anh yêu em sao? Anh yêu em cái chỗ nào? Em không có thấy cái điều đó. Anh nói cho em biết đi. Anh mệt mỏi lắm, một mình anh chịu đựng vậy là được rồi. Ngủ đi em, ngày mai anh còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm. Nè anh Quang. Anh dậy đi. Anh dậy, nói chuyện với em. Anh không có ngủ gì hết. Anh phải nói cho em biết chứ. Chuyện gì vậy em? Em phải nói cho anh biết chuyện gì vậy? Anh nói rõ ràng cho em biết đi. Đã bao lâu nay rồi anh không có hào hứng gì hết á. Anh không có quan tâm gì tới em. Như vậy là anh yêu hay sao? Khổ quá, không phải như vậy. Công việc căng thẳng quá mà, em hiểu không? Anh không yêu em thì yêu ai bây giờ? Thôi em đừng nghĩ lung tung nữa. Anh đừng có đóng kịch nữa. Thật sự anh có vấn đề nghiêm trọng mà. Nghiêm trọng gì hả? Anh nói cho em nghe đi. Áp lực công việc quá lớn khiến cho người ta không còn ham muốn chuyện đó nữa. Không ham muốn hả? Anh đừng có đóng kịch nữa. Với em thì không được, nhưng anh vô khách sạn với người đàn bà khác thì được, phải không? Sao hả? Anh có muốn là em đưa ra bằng chứng là anh vào khách sạn nào, đi quán bar nào không? Em đừng có đoán mò, đừng có tưởng tượng nữa. Em không có đoán mò, em có bằng chứng cụ thể đàng hoàng. Có thể là anh chở ai đó, như là công việc, xã giao, làm ăn. Tuyệt đối không có trai gái gì trong đó. Anh đừng có nói dối nữa. Em theo dõi anh hả? Có bao giờ anh đi chơi, anh nghĩ là anh sẽ mang bệnh về cho vợ con hay không? Anh có nghĩ đến điều đó hay không? Anh hiểu mà em, nhưng thật ra anh không có quan hệ bậy bạ gì hết. Em hãy tin anh chứ. Lúc nào anh cũng luôn nghĩ về em và con. Đi đâu anh cũng nghĩ về em và con hết. Anh nói có thể là em không tin, nhưng anh phải nói để em hiểu. Bác sĩ nói anh là mất khả năng vì công việc quá căng thẳng. Anh cũng đang tìm cách chữa đây. Nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà em. Em luôn muốn có một gia đình êm ấm, có đủ tiền cho cuộc sống thôi. Em đâu có cần nhiều tiền đâu. Dạo mà không có hạnh phúc, em chẳng thà ăn rau ăn mắm còn hơn á. Anh hiểu mà. Thôi em ngủ đi, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa đâu. Thủ trưởng Hòa nói á, em phải đọc rồi nghiên cứu hết chỗ này, sau đó nộp báo cáo cho thủ trưởng. À anh Hưng ơi. Hả? Em có chuyện này muốn nhờ anh. Em nói đi. Em muốn mời anh tới một quán cà phê thật đẹp và lãng mạn ở trong thành phố. Ừ, vậy tối nay anh rảnh. Vậy em sẽ điện cho anh cái địa chỉ nha. Cảm ơn anh trước. Thủy à, được ngồi chung với em á. Anh nói đi. Được rồi, tối nay anh sẽ nói một điều mà hả, từ đầu khi gặp em anh đã muốn nói. Vậy nha. Ngay từ ngày đầu
Chuyện này hay nè. Sao em định bỏ chị hả? Alo. Alo. Diễm Hằng hả? Sao không nghe máy? Sao vậy Hằng? Em đang ở đâu? Anh nhớ em quá rồi. Diễm Hằng, sao không trả lời anh? Em đang ở quán phải không? Anh tới liền nha. Em giận anh đúng không? Anh cần gặp em. Anh đến cho em liền nha. Dạ. Sao mày dám? Dạ, điện thoại kêu nhiều quá em định. Sao mày nghe điện thoại của tao? Điện thoại kêu nhiều quá, em nói chị ra ngoài, lát nữa gọi lại. Em chưa kịp nói gì hết. Tao đánh cho mày nhớ nha mày. Chị Hoa ơi, chị Hoa. Hả? Mày làm gì á, đầu tóc mày bù xù như con điên vậy? Bà Hằng bà mới đánh em xong đau quá trời luôn. Biết vậy em không đi với cha Quang nữa. Con Hằng á, nó dựa vào ai chứ? Ông Trùm hay là Má Hoàng? Mà ai á, nó cũng ăn hiếp hết. Em cũng không biết nữa. Chị á, phải tìm cách trừng trị nó mới được. Nhất định chị sẽ có cách. Thôi, gần tối rồi. Để chị đi thay đồ đi làm. Để trễ Má Hoàng la. Ừ. Vậy nha. Chị đi đi, em ở bên này. Qua bển em sợ ba đánh em nữa. Mày mà biết sợ ai. Lần này thôi nha mày. Lần sau mày mà đụng đến Quang, tao móc mắt mày. Mày dẹp đi. Mày làm như Quang là chồng mày không bằng vậy đó. Bà thì biết cái gì. Anh đây. Anh à, tối nay sinh nhật của con đó nghe anh. Anh nhớ về sớm đó. Được rồi, anh sẽ về sớm. À mà nè, anh nhớ mua quà cho con đó. Ừ, anh sẽ mua quà.
cuối tháng tính lui nhanh được. Ờ, vậy đi. Chào mày. Chào con hả? Đòi mày thúi hiểu không con? Tới luôn kìa. Trời ơi. Nè mày. Dẹp. Dạ. Tối ngày cứ cờ bạc hoài, không lo tiếp khách. Cờ bạc là bác thằng Bần, là nghèo sơ, nghèo mạt, là nghèo tàn, biết chưa con? Bác thằng Bần cái gì má? Má cho con quýnh một dán nữa đi. Quýnh cái đầu mày. Cho con gỡ lại cái đi. Gỡ cái mỏ con. Mệt quá đi. Cờ bạc là bác thằng Bần nghe chưa? Tụi bay quýnh bài kiểu này là nghèo như cá kèo. Nghe lời má nói má dặn nè, ngoan nè. Nghe lời má nè, má thương, má cưng. Má gả Đài Loan cho có tiền. Có tiền tụi bay gửi về quê cho ba với má tụi bay, biết chưa? Chống đối với má hả? Là má bỏ đói, má cho chó cắn, biết chưa? Dạ. Thôi, lấy đồ ra sửa sạn trang điểm tiếp khách, biết chưa? Dạ. Đưa đây, cho má mượn. Thôi mà má. Tao thích vậy được không? Đưa đây nhanh lên, con quỷ. Đưa đây. Mày tiếc với má hả? Má của con. Cho má ly cam dắt không đường không đá nghe chưa mấy con? Con Hằng đâu rồi mấy đứa? Trời ơi, con Hằng đâu? Con Hằng đâu? Trời ơi! Má kêu em. Giả bạc tay bây giờ. Kêu má là phải xưng bằng con, biết chưa? Tụi bay cười cái gì? Hả? Gọi lại đi con. Dạ. Má gọi con. Ừ. Trời ơi, hôm nay má bận đồ đẹp quá ha. Trời ơi, bông tai mới hả má? Ừ. Bạn trai má tặng cho má đó. Trời ơi, bạn trai má thương má quá à. Trời ơi. Thôi, mệt quá đi, chịu chuyện quá đi. Ông chủ nói á, con chuẩn bị tinh thần, bữa nào đi công chuyện cho ông chủ đó. Biết chưa? Dạ. Nhưng con bận công chuyện. 2 ngày nữa con đi được không má? Má giả bây giờ nè. Công chuyện gì? Hả? Cái chuyện này là quan trọng hơn nè. Hay là chuyện con Trinh với thằng Quang phải không? Hả? Hả? Con quỷ? Dạ không có đâu má. Không có. Thu xếp đi rồi đi công chuyện cho ông chủ. Dạ con biết rồi má. Ừ. Vậy má mới thương biết chưa? Ngoan nè, dạ. Má thương con nhất ở đây đó. Con đi nha má. Con kia. Trời ơi, má chưa đi hết mà. Diễm Hằng. Diễm Hằng. Diễm Hằng. Diễm Hằng. Chàng trai. Tìm em hả? Mấy con. Diễm khách quý. Diễm Hằng. Lâu quá mới thấy anh ghé quán thăm tụi em. Anh với em dài lo nha anh. Gặp
Anh dễ thương quá à. Hôm nay sinh nhật chắc vui lắm bà ha. Ờ, chắc vậy ha. Con nó ra tới rồi bà. Dạ con chào ba má. Hôm nay sinh nhật vui vẻ dạ. Hả con? Con mời ba má vô nha. Vô bà. Cháu ngoại con hôm nay đẹp quá. Cháu ngoại con hôm nay ngoan quá. Ông có mua cho cháu hai cái áo đầm đây. Đây, của con đây. Đây, ngoại tặng cho con cáu bông nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Ngoan nghe con. Trời ơi, ba má tới chơi là được rồi. Mua quà cáp chi nữa. Đâu có được, hôm nay là sinh nhật của cháu ngoại ba mà con. Cảm ơn ông bà ngoại đi con. Con cảm ơn ông ngoại. Ờ, cháu ngoan quá. Cảm ơn bà ngoại. Càng lớn nó càng nhìn giống ba nó ghê á. Cháu ngoại của ông ngoan quá. Càng lớn càng nhìn giống thằng Quang. Cháu của ngoại đi học ở trường có ngoan không? Cô có khen không? Hả dạ. Con? Ở trường cô dạy con hát bài gì? Cô có dạy con hát bài Ba Thương Con không con? Ngoan nha con, vô học á là phải nghe lời cô. Nhớ đó. Dạ. Khánh à. Má. Có chuyện gì sao con? Không có gì đâu má. Có thiệt là không có chuyện gì không? Dạ, thiệt mà, không có sao, con không có gì đâu má. Có phải là thằng Quang làm con buồn không? Dạ, không có đâu mà, má đừng có lo nghe má. À, không có mà sao giờ này sinh nhật của con nó mà nó chưa có về với con nó nữa. Dạ, tại dạo này công ty cũng hơi nhiều việc đó má. Cho nên ảnh cũng lo giải quyết công việc rồi. Ảnh về trễ thôi chứ không có gì đâu má. Nhưng mà con nghĩ là bây giờ ảnh cũng sắp về rồi. Thôi má đừng có lo nữa, má vô chơi với cháu đi má. Rồi hát bài Ba Thương Con nha. Ha, nha con. Rồi hát theo ngoại nha. Rồi hát đi con. Ba thương con vì con giống mẹ. Sao biết chỗ này vậy? Ờ thì do một lý do đặc biệt nên biết chỗ này. Quán đẹp không anh? Đẹp đó. Nhưng anh thấy ở đây tạp khí hơi nặng. Anh nói nghe giống thầy Pháp quá. Mà nhìn anh cũng thấy giống thiệt á. Anh Nè Thủy, em nói thật đi, em đang dùng anh làm bức bình phong phải không? Anh đúng là cảnh sát hình sự thứ thiệt luôn á. Nhưng mà lúc khác em nói được không? Không. Anh muốn nghe em nói ngay bây giờ. Nếu không, anh đi về đây. Em... Từng này tuổi rồi, tôi chưa bao giờ bị ai sỏi mũi đó nha cô nương. Cho chị mượn menu em. Dạ là chị. Em cứ nói thật cho anh biết đi. Menu đây chị. Anh chọn món đi. Bên em đãi. Thôi được, hôm nay anh thua Thủy. Ở đây quán nhậu mà, toàn đồ nhậu không à. Anh thấy không hợp với mình lắm á. Anh cứ xem menu đi, một hai món gì cũng được. Ủa, Hằng. Hằng. Diễm Hằng. Diễm Hằng. Em đang theo dõi ai vậy?
Lát nữa em sẽ giải thích. Tại sao vậy? Em không thể lạnh nhạt với anh như vậy. Người ta có tiền thì có mới nấy cũ. Còn thân phận tôi làm sao dám lạnh nhạt. Hằng, nghe nói đây, em không thể bất công như vậy được. Em đi hết người này đến người khác, vậy tại sao cấm anh đi với bạn? Thật sự là chưa có chuyện gì hết. Anh biết tôi làm nghề gì rồi mà. Nhưng mà anh yêu tôi yêu anh, nên anh phải chấp nhận vì làm ăn kiếm tiền của tôi. Anh không có quyền ghen, cũng như tôi không có quyền ghen với vợ anh. Còn anh muốn tôi là của riêng anh thì bỏ vợ đi, mua nhà cho tôi đi. Anh Hương, anh có nghe họ nói gì không? Nghe. Nhưng mà hình như họ đang yêu nhau và giận nhau thì phải. Anh cũng như những người khác thôi, chỉ biết ăn ngon. Còn thôi được rồi, anh hiểu mà. Anh hứa sẽ không lặp lại chuyện đó nữa. Hằng à, em biết mà, anh không thể sống thiếu em. Lúc nào em cũng trong tim anh. Thật sự là anh với Trinh chưa có chuyện gì hết. Hằng, nghe nói đã. Em, cô gái đẹp đẹp mới vô trong đó tên gì vậy? Dạ, cô ấy tên là Diễm Hằng. Diễm Hằng. Em, cái tên thì đẹp mà người thì cũng đẹp. Dạ mời anh chị ạ. Cảm ơn em. Phải không em? Anh, em mời anh. Gì vậy? Uống đi em. Mời em. Mời anh. Thủy, anh hỏi thiệt nghe. Dạ. Bây giờ em cho anh biết người đàn ông ngoài kia là ai vậy? Chồng của bạn em. Xe tới rồi kìa. Ba má, ba má về cẩn thận nha. Thôi ba má về nha. Dạ. Không một người đàn ông nào muốn mất gia đình của mình đâu. Dạ. Chắc thằng Quang có nỗi khổ chưa nói ra. Con lựa lời mà nói với nó, nghe không? Dạ con biết rồi má. Má đừng lo nghe má. Ba về nhà ngủ ngon nghe ba. Ừ, ba má về. Dạ. Nha con. À, thôi má về. Thank you.
để đưa em về phòng. Nằm xuống đi em. Em bị sao vậy? Có cần đi bác sĩ không? Em không sao đâu, em chỉ thấy hơi chóng mặt chút xíu thôi à. Nóng đầu rồi, để lấy dầu cho em. Em không sao đâu mà anh. Có thật không? Thiệt mà. Anh mới đi làm về mệt thôi, anh nghỉ ngơi đi. Em đi xuống bếp dọn dẹp đi. Em mà, em đang mệt, dọn dẹp sao cũng được. Em nghỉ ngơi đi. Anh à, hôm nay là sinh nhật của con, có ba má tới chơi nữa. Anh có mua gấu bông cho con không? Anh có mua mà. Em à, anh có lỗi với em nhiều lắm. Thời gian qua anh hay vắng nhà. Em đừng giận anh nữa nha. Anh đâu có lỗi gì đâu. Tại em không biết làm vợ, em không biết cách để làm chồng mình vui. Nhưng anh à, anh có thể nói cho em biết, thời gian qua anh làm gì, anh đi đâu mà liên tục vắng nhà suốt. Ngay cả sinh nhật của con mà anh cũng không về được nữa. Anh đi làm kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình mà em. Nhưng mà anh, nhà mình đâu có cần tiền đến mức như vậy chứ. Em tra hỏi anh phải không? Em là vợ anh thì em có quyền được biết chồng mình đang làm gì và đang đi với ai chứ. Hay là anh đang có những chuyện riêng tư không thể nói ra với em được? Anh nói cho em nghe đi. Có chuyện riêng tư gì mà không nói cho vợ mình nghe được chứ? Anh chẳng có chuyện gì để giấu em cả. Anh đừng bỏ mẹ con em nhé. Anh Quang, anh yêu em lắm. Hằng à. Anh nói cái gì vậy? Hả? Anh đâu có nói gì đâu. Anh nói anh yêu tôi, vậy mà ở bên cạnh tôi anh lại kêu tôi một người con gái khác là sao? Anh thật là quá đáng. Anh tệ lắm. Anh cút đi. Đồ đểu, đồ đạo đức giả. Tôi tưởng anh là một người có ăn có học đàng hoàng. Tôi không ngờ anh cũng giống như một lũ vô học mà thôi. Im ngay đi. Làm nghề gì rồi mà. Nhưng mà anh yêu tôi, tôi yêu anh, nên anh phải chấp nhận việc làm ăn kiếm tiền của tôi.
anh không có quyền ghen. Cũng như tôi không có quyền ghen với vợ anh. Còn anh muốn tôi là của riêng anh thì bỏ vợ đi, mua nhà cho tôi đi. Mình muốn có anh mà không muốn mất gia đình. Thưa đại ca, đúng là nó làm ở công ty xuất khẩu lao động đó đại ca. Vậy thì phải đưa hắn vào trong, ép hắn làm theo kế hoạch của ta. Dạ, em đang cho con Trinh theo vụ này á. Con Trinh không được, nó còn nhỏ. Đây là kế hoạch lâu dài nên mày phải rất cẩn thận. Thằng này đam mê con Hằng, cứ để con Hằng lo vụ này đi. Dạ, em sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng và thu xếp cho ổn thỏa. Mà đại ca có định gặp ổng không vậy? Tao chưa nên ra mặt, mày dò ý nó coi sao đã. Dạ, em xin tuân lệnh đại ca. Đi đi. Dạ, thưa đại ca em đi. Xin lỗi. Thôi, anh không có lỗi gì đâu. Anh muốn nói với em điều này, nhưng em phải bình tĩnh và thông cảm thì anh. Tôi nghe nói nhiều rồi, có nghe thêm cũng không chết. Em có thấy là mấy tháng nay vợ chồng mình không gần gũi nhau không? Em biết tại sao không? Làm sao mà tôi biết được? Bác sĩ nói do áp lực công việc bị ảnh hưởng tới sinh lý nên không còn ham muốn nữa. Anh không ham muốn với vợ hả? Nhưng với người khác thì được, phải không? Em hãy bình tĩnh. Anh sẽ nói hết cho em nghe. Thực ra anh đã lén quan hệ người khác, nhưng cũng như vậy thôi. Anh nói cái gì vậy? Tôi không tin đâu. Anh đừng có nói nữa. Em hãy thông cảm và hiểu cho anh. Mới có 40 mấy tuổi mà đã bị bệnh như vậy. Là đàn ông, anh buồn lắm em biết không? Tôi không tin đâu. Anh đừng có nói nữa. Anh ôm gối đi đâu vậy? Anh xuống dưới nhà ngủ. Chứ anh không ngủ ở đây. Anh sợ làm phiền em. Anh cứ ngủ ở đây đi. Nếu bác sĩ đã nói anh như vậy rồi thì anh làm việc ít lại thôi. Anh cứ đi lang bạn như vậy, lỡ mang bệnh về cho vợ con thì sao? Em à, anh biết rồi.
Cô kia đứng lại. Dạ, anh cho em hỏi. Hỏi cái gì? Xin việc hả? Anh cho em hỏi chị Diễm Hằng có ở đây không ạ? À, em là gì với Diễm Hằng? Dạ, em là em họ của chị Diễm Hằng. Chị Hằng cho em địa chỉ ở đây. Chuyện gì vậy? Dạ, có cô này gặp chị Hằng. Được rồi, biến. Tốt. Dáng đẹp, dễ thương. Đừng có sợ chị, không có sao đâu. Dạ, chú ơi, cho con hỏi chị Diễm Hằng ở đây không ạ? Trời ơi, tôi là nữ. Kêu tôi bằng chị đi. Tôi tên Hoàng, Miss Maxi Hoàng, tôi quản lý ở đây. Dạ, nếu không có, thôi, con xin phép ạ. À. Gái, lại đây. Dạ. Cưng là gì của Diễm Hằng vậy? Hôm nay Diễm Hằng không có đi làm. Cưng, cứ đây đợi đi, vô trong nghỉ đi, không có sao đâu. Dạ, thôi, giờ bữa khác em quay lại. Ê! Gặp Diễm Hằng có chuyện gì? Dạ, chị hứa giữ em đi làm. Đi làm đó hả? Dạ. Dán cũng được. Đẹp. Thôi được rồi, để chị ghi địa chỉ Diễm Hằng cho cưng nha. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, đã nói là chị rồi, nói lại đi. Dạ, cảm ơn chị. Ngoan, đợi chị chút xíu. Nè, để chị Diễm Hằng nè. Ghé ngoan nha, chị thương. Đó. Đi tìm đi. Dạ, cảm ơn chị. Ngoan. Quá. Trời ơi, con nhỏ này vô quán mình làm là khách nhiều. Khách nhiều sẽ có tiền nhiều trai. Trai tổ đại mình. Hai đứa thay nhanh lên, tụi còn đi ăn. Nhanh lên mấy đứa. Chị, em mặc vậy có kỳ không chị? Như vậy có gì đâu mà kỳ, đẹp muốn chết. Thôi, nhanh lên. Hai đứa đi trước đi, chị nghe điện thoại. Dạ. Cô ơi, cho bịch hủ tiếu. Má, con nghe. À, con lên rồi. Cũng được, nhưng mà còn thiếu một đứa. Rồi, con sẽ cố gắng. Hàng xịn, má yên tâm. Chút nữa con đưa qua. Alo, em nghe. Thủy đang ở đâu vậy? Dạ, em đã ở gần cơ quan. Sao sáng nay em không đến cơ quan? Tập hồ sơ anh đưa, em nạp vô máy chưa? Dạ chưa. Em đang có chút việc bận, có gì không anh? Em về phòng ngay, chú Hoài đang chờ kìa. Nhưng mà bây giờ em ở xa cơ quan lắm, với lại em cũng không mang theo máy tính. Sao em nói ở gần cơ quan? Thì tại em có chuyện quan trọng.
anh lựa lời nói giúp em được không? Không được, em mới vô làm. Làm như vậy còn không được. Thủy lập tức về ngay đi. Anh cho em biết chuyện gì được không? Em thật là bướng bỉnh. Về hay không á thì tùy em. Ơ, alo, anh Hưng. Anh Hưng. Nhanh giùm em chị ơi. Rồi của cô đây. Bao nhiêu tiền? 20.000. Em gửi tiền chị ơi. Nghe má dặn nè, con phải dòm ngó tụi nó nghe chưa? Mất một đứa là chết với má nghe chưa? Dạ. Trại sao không tới? Bậu bận hả? Tôi muốn gặp Diễm Hằng. Tôi gọi điện mà cô ấy tắt máy. À, Hằng hả? Hằng đi công chuyện rồi. Anh có số điện thoại khác của Hằng không? Không có. Cậu đi công chuyện mấy ngày rồi? Rồi, ở đây thiếu với mấy em trẻ đẹp. Chọn em nào? Em lựa chọn. Anh có biết khi nào anh về không? Không biết. À mà quên, nếu có gì thay đổi á, mà nó về. Con ơi, con vô má biểu. Con à. Dạ má gọi con. Chào anh. Con á, ở đây tiếp đại gia nghe chưa? Làm phật lòng ảnh là chết với máy chưa? Thôi em đi. Bữa trước em bị Hằng đánh hả? Dạ. Em biết rồi đó, anh không làm được. Anh không thể hiểu nổi nữa. Em cũng không biết. Ở đây chị Hằng là thống soái, là phù thủy. Nhiều khi có nhiều điều bí ẩn không ai hiểu được. Nhưng mà ai cũng sợ, cũng ngại và đánh bả hết. Vậy em sợ anh luôn hả? Dạ đâu có. Thôi được rồi, yên tâm đi. Anh về. Dạ, có gì anh gọi điện riêng cho em. Anh sẽ gọi. Anh hiểu mà. Anh về nhé. Dạ.